Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay Thiền tỉnh Bửu Sơn Sydney trình bày đề tài Đức Phật Thầy Tây An Tiên Tri Thế Chiến Bà. Năm Kỷ Dậu 1849, Đức Phật Thầy Tây An lưu lại cho hậu thế quyển sấm truyền rất quý báu, ẩn tàng thiên cơ màu nhiệm mà Đức Huỳnh Giáo Chủ đã dặn dò bổn đạo. Nhưng sấm truyền xưa của Phật Thầy dần răng kim mà truy thì biết xưa để lại nhiều câu thảm thiết mà nào ai có biết để lòng. Chuyện thiên cơ nói rất não nồng, cầu hữu lý ba tòng khó sanh. Thế chiến ba tận thế khởi từ năm Hổ Dạo, tức là năm Nhâm Dần 2022, khói lửa mịt mù vùng Đông Âu, đã được Đức Phật Thầy tiên tri trong quyển sấm truyền do Nguyễn Văn Hầu biên khảo ở trang 106 có đoạn như sau: Nay xem cảnh thế thình lình, vô thường quỷ dẫn ai binh đẳng nào, sớm còn tôi mất lao đao, tỷ như trời chớp sáng nào đặng lâu. Dầm canh thâu, dầm canh thâu, thở than than thở lo âu cho đời. Nghĩ trong cuộc thế giới giới, khổ tăng gia khổ trong đời gian nan. Kìa kìa quỷ mị khởi loạn, xà thương hổ dạo đa đoan hội này. Phần thời giặc giả phủ dây, phần thời đối khác thân này chẳng yên. Lăng xăng nhiều cuộc đảo điên, sợ trong thế sự như thuyền chạy khơi. Đã hết lời, đã hết lời, khuyên răng dạy biểu cho người thiện duyên. Đức Phật Thầy cho biết sự cố thế chiến ba khởi trong vùng Đông Âu từ năm Hổ Dạo, tức là năm Nhâm Dần 2022. Chiến tranh bùng nổ bất ngờ, nghĩa là xảy ra thình lình, chúng sanh không thể nào biết được. Mặc dù chư vị tiền bối viết sấm kinh báo trước từ lâu, đoạn văn báo năm Hổ Dạo, Hổ Dạo có nghĩa là cọp xé xác ăn thịt người ta. Hổ Dạo tức là năm Nhâm Dần 2022 phát khởi thế chiến ba ở Ukraine và Nga. Dầm canh thâu, dầm canh thâu, thở than than thở
lo âu cho đời. Ngày trong cuộc thế giới giới, khổ tăng và khổ trong đời gian nan. Kìa kìa quỷ mị khởi loạn, xà thương hổ dạo đa đoan hỏi này. Phần thời giặc giả phủ dây, phần thời đối khác thân rài chẳng yên. Lăng xăng nhiều cuộc đạo điên, sợ trong thế sự như thuyền chạy khơi. Cuộc chiến vùng Đông Âu khói lửa ngút trời, chết chóc thật kinh hoàng, thành phố sụp đổ điêu tàn, cảnh máu đổ thịt rơi tan thương kéo dài dai dẳng. Hàng triệu người mất nhà cửa, lang thang chạy lánh nạn thật thê thảm. Kìa kìa quỷ mị khởi loạn, xà thương hổ dạo đa đoan hỏi này. Phần thời giặc giả phủ dây, phần thời đối khác thân rài chẳng yên. Lăng xăng nhiều cuộc đạo điên, sợ trong thế sự như thuyền chạy khơi. Đấy là hậu quả mà các thế lực siêu cường tranh quyền bá chủ. Nước Ukraine nằm trong bàn cờ chiếu tướng, phải lãnh chịu đại họa do cả khối Đông và Tây Âu. Mỹ đứng ngoài từ bên kia bờ Đại Tây Dương xa xôi, điều khiển cho Đông Tây Âu nồi da sáo thịt. Khi hai khối Đông Tây Âu nghèo đói yếu dần, thì Mỹ thừa cơ mạnh mẽ ra tay trừng trị giặc Tàu vùng biển Đông Thái Bình Dương. Sau Âu thì sẽ tới Á, chiến tranh bùng nổ khốc liệt ở trận Thái Bình Dương. Mỹ cùng đồng minh bao vây nước Tàu. Trận chiến Biển Đông khiến chủ tịch Tàu là Tập Cận Bình phải chết, đã được Đức Phật Thầy Tây An tiên tri bằng đoạn sấm như sau: thế nay càng sự đã rồi, mở mang dời đổi lập đời thượng quân. Chuyện luân thiên địa tuần hoàn, hội này thấy lửa tàm lam cháy mày. Ít ai tỏ biết đặng hay, dĩ như cầm chén rủi tay bể rồi. Thầy xưa lời dặn hẳn hồi, thực nhân nhân thực đến hồi chẳng không. Câu sấm ít ai tỏ biết đặng hay, ví như cầm chén rủi tay bể rồi. Ráp chữ chén vào chữ bể, ta sẽ có cụm từ thiên cơ chén bể. Vậy cụm từ chén bể ám chỉ cái gì bể? Phải chăng cụm từ chén bể ám chỉ bình bể, tức là ám chỉ chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chết trong khi trận chiến Biển Đông nổ ra? Khi nào sự cố chén bể xảy ra thì biết đó là điềm báo tận thế cận kề, hãy tu mau kẻo trễ. Đức Phật Thầy nhắn nhủ bá gia rằng
dù ngài lộ thiên cơ bằng thuật ngữ chán bể để cảnh báo thiên cơ tận thế, nhưng ít có ai mà hiểu đặng. Cho nên ngài viết rằng ít ai tỏ biết đặng hay, nghĩa là ít có ai hiểu đặng cái lý thiên cơ chán bể. Vì vậy phần đông chúng sanh thật là bất ngờ, thật là thình lình, e sợ rằng sự cố chán bể xảy ra thình lình, chúng sanh tu không kịp, không thoát qua được cơ sàng lọc kỳ này, chết chóc hải hùng. Đức Phật Thầy viết lời thở than: Ngồi buồn than trách một mình, thường trong thế sự thình lình tiêu tan. Đức Phật Thầy cảnh báo cuộc tận thế do con người thời cuối hạ nguyên thay đổi, tráo trở mọi sự sinh hoạt, từ cách ăn mặc lõa lồ, nói năng thô tục gian xảo, tính toán mưu sâu kế độc, tạo ra vũ khí tối tân tranh giành quyền oai làm bá chủ. Vì vậy, theo luật nhân quả mới sanh ra đủ thứ bệnh dịch, thiên tai giông bão, động đất, chiến tranh nguyên tử, hủy diệt vạn vật. Sự đời xem thấy cũng gần, trở người trở vật trở năm trở ngày, trở ăn trở mặc bằng nay, trở chồng trở vợ trở về quân dương, trở non trở núi trở vườn, trở trâu trở ruộng trở đường nào ra, trở thời trở tiết những là, trở cây trở trái bông hoa trở kỳ, trở bầu trở bạn cô tri, lời ăn tiếng nói vậy thì khác xưa, trở lòng ăn nói đầy đưa, trở căn trở bệnh thuốc xưa trị nào, đời nay ma quỷ loạn vào, pháp linh phù thủy cứu nào đặng chăng. Làm người chớ cày tài năng, mai thì thấy đó tối rằng thấy đâu, có khi hơi thở ra vô, đức hơi nào biết quy mô chốn nào. Chúng sanh muốn thoát qua cơ sàng lọc chết bãi còn ba, hãy nghe theo lời Đức Phật Thầy dạy cách tu như sau: Làm người tự giác tự minh, Phật tiên mến tượng thiên đình cũng thương, tu tâm tu tánh giữ thường, tu trong kinh giáo Phật đường truyền ra, tu tánh tu hạnh ít na, tu câu lục tự Di Đà đừng quên, tu hành hiếu nghĩa đôi bên, tu càng tu kỹ ráng gắn bền hiếu trung, tu nhân tu đức để lòng, tu trao dốc ngọc lắm bùng đừng mang,
tu công bồi đắp miếu đàn, tu tài bố thí diệt gian thì đừng, tu cầu thánh thọ thiên xuân, dân khương vật phụ khỏi hoang cơ hàng, tu cầu vạn hải thiên sang, hà thanh hưng dưỡng vạn ban thái bình, thần hôn lại Phật đọc kinh, lại thầy đức hóa tái sanh đạo màu. Đức Phật thầy dạy niệm Phật thì phải làm tròn bổn phận hiếu trung, hiếu với cha mẹ, ông bà, tổ tông, trung với gian sang, quốc vương, thủy thổ, phải chánh niệm cầu giải thoát khỏi cõi hồng trần bẩn trượt hôi tanh, theo gương Phật Tổ Thích Ca, buông bỏ ngôi vương, lầu đài, tiền tài, vật chất. Còn nếu ai tham lam tà niệm, cầu tiền tài, danh lợi, mua may, bán đắt, sẽ bị ràng buộc mang thêm tội, bị đày địa ngục. Nên nhớ, Phật Tây Phương không phải là tham quan hối lộ, đừng mang quà bánh dâng lên để cầu tài. Phật trời dụng tấm lòng thành lương thiện, không dụng vật chất quà bánh, xôi chè, cao lương mỹ vị. Nên nhớ, cũng đồng niệm Phật, nếu chánh niệm được giải thoát về Tây Phương, còn nếu tà niệm thì bị sa địa ngục. Tu tâm tu hành ất na, tu cầu lục tự di đà đừng quên, tu hành hiếu nghĩa đôi bên, tu càng tu kỳ gắn bền hiếu trung, tu nhân tu đức để lòng, tu trao dốc ngọc lắm bùng đừng mang, tu công bồi đắp miếu đàn, tu tài bố thí diệt gian thì đừng. Đặc biệt là trong quyển sấm truyền, Đức Phật Thầy hé lộ thiên cơ, cúi hạ nguyên, Phật Thầy giáng thế với hành trạng mượn xác người thiện nữ báo động cho chúng sanh biết thế chiến ba tận thế hội long hoa. Biên dời cuộc thế thình lình, thiện tồn ác thất thiên đình số phận, dần xây thế giới phàm trần, sự mình không biết mưu thâm ở người, hư nên nhờ phận Phật trời, non băng đất lở giữa dời linh đinh, phải làm như bổn nhật trình, trẻ già xin nhớ giữ gìn mà coi, niên như điện, nguyệt như thôi, dần xây thế giới luân hồi chẳng chơi, có người thiên nữ truyền lời, nhất quân thiên lộ mái trời thinh thinh, nhị quân thanh ứng quang minh, tam vân chiều hội gia đình phân dân.
Sự cố Phật thầy giáng thế mượn xác nữ thật là bất ngờ, thật là thần linh đối với phần đông tín đồ. Những câu sấm cốt lõi báo Đức Phật thầy mượn xác nữ như sau: Niên như điện, nguyệt như thôi, dần say thế giấy luân hồi chẳng chơi. Có người thiên nữ truyền lời, nhất vân thiên lộ mái trời thinh thinh. Câu sấm, có người thiện nữ truyền lời, nhất vân thiên lộ mái trời thinh thinh, ám chỉ Đức Phật thầy mượn xác nữ thuyết pháp lộ thiên cơ tận thế hội long hoa. Và còn một đặc điểm nữa là sấm truyền Phật thầy hé lộ hành trạng người thiện nữ học hành chưa thông, nghĩa là dốt chữ viết không rành văn tự. Ngài giảng đạo bằng cách thuyết pháp ứng khẩu. Ai muốn theo Ngài học đạo phải lắng tai nghe cho kỹ. May mà ngày nay người đạo dùng thiết bị ghi âm đăng tiếng nói của Ngài lên trang mạng, quảng bá rộng rãi cho bá tánh nghe. Đoạn văn sấm truyền Đức Phật thầy tiên tri người thiện nữ dốt chữ thuyết pháp như sau: Non đoài dư gia tính thành, thầy cho cư sĩ học hành chưa thông. Anh em ai có phục tùng, theo tôi học đạo phải dùng tai nghe. Câu sấm, non đoài giữ giả tinh thần, thầy cho cư sĩ học hành chưa thông. Anh em ai có phục tùng, theo tôi học đạo phải dùng tai nghe. Những câu này cho biết Phật thầy giáng thế mượn xác nữ cư sĩ, nghĩa là Ngài ở trong gia đình chứ không ở trong chùa. Câu sấm viết thầy cho cư sĩ học hành chưa thông, nghĩa là người thiện nữ cư sĩ dốt viết không rành văn tự, ứng khẩu thuyết pháp. Ai muốn theo Ngài học đạo phải lắng tai nghe cho kỹ. Câu sấm viết anh em ai có phục tùng, theo tôi học đạo phải dùng tai nghe. Non đoài dư gia tinh thần, thầy cho cư sĩ học hành chưa thông. Anh em ai có phục tùng, theo tôi học đạo phải dùng tai nghe. Và sấm truyền Phật thầy hé lộ pháp môn mà người thiện nữ truyền cho chúng sanh tu hành thời cuối hạ nguyên là pháp môn tịnh độ, niệm lục tự di đà, thêm nữa là đức từ bi bố thí. Đoạn sấm truyền Phật thầy viết như sau: Đến nay về hạ thần long, tỷ như thuyền nhỏ bị phong giang hồ. Di Đà lục tự nam mô, giảng sanh tịnh độ ra vô thanh nhàn. Thoát nơi khổ hải mới sang, lành dòng trần tục khỏi đàn tử sanh. Phận tôi cư sĩ tinh thành,
Thầy truyền dạy chúng làm lành tu thân, hạ quân cuộc thế cũng gần. Tĩnh tâm tự giác ân cần cho mau, chuyện tu chẳng khó ở đâu. Lấy cầu bố thí làm đầu rất nên, thiên thần biên chép đôi bên. Thiện tăng ác giảm hư nên lời truyền. Phước huệ song tu. Tu phước là từ bi bố thí, tránh mang thêm tội nghiệp. Tu huệ là nhất tâm cầu giải thoát, niệm lục tự di đà, khai thông trí năng sáng tỏ để thành Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, xin mời quý vị nghe những dòng thơ Kỳ Vân cư sĩ cảm tác về hành trạng Đức Phật Thầy tái thế do Ngọc Sương diễn ngâm. Từ hải ngoại trò nghèo kính gợi, thăm Đức Thầy diệu dời quê nhà. Cắt cơ mượn xác hằng Nga, Thầy thử bổn đạo vậy mà ngẩn ngơ. Ai chấp tướng chắc thời khổ dữ, thấy tướng Thầy sát nữ mà khinh. Sau này biết được giật mình, ăn năn lỡ muộn chấp hình cũng nguy. Phật thần thông quyền di ai biết, Phật mượn thân khắc nghiệp phàm phu. Hạ phàm cho chúng thấy tu, ngờ đâu chúng chấp tướng tù nữ nam. Tướng Thầy mượn tướng phàm gia tam, tướng ngục tù ngục khám như ai. Nếu Thầy mượn tướng nam tài, chắc gì ma quỷ để Thầy được yên. Thầy phải mượn khùng điên sát nữ, thần sinh ăn dốt chữ bằng hàng. Giả dại nỗi bướng nỗi càng, giả mê giả tỉnh xóm làng rêu rao. Người đại trí thuộc nào khung khiếu, không chấp danh chấp hiệu nghèo hèn. Không chấp nam nữ chê khen, không chấp thân giả khùng điên của Thầy. Miễn biết được thân này Thầy mượn, xuân thế trần liệu lượng dạy trò. Nhâm dần hổ dạo gai go, Thầy về mượn xác đưa đò hạ quân. Mượn xác thiện nữ nhân quê dốt, mượn xác trần đặng cốt dạy khuyên. Ai người hữu phước hữu duyên, biết được khùng khiểu từ miền tiên bang. Từ hải ngoại đôi hàng nhắn gửi, thăm Đức Thầy diệu dời nhớ mong. Nhớ lời Thầy dặn đạo đồng, đừng nên chảnh mạng lập
công chớ chày. Cộng hoa hội từ đây mở cửa, cảnh trần gian khói lửa đã kề. Đông Âu khói lửa thảm thế, ai về dự hội, ai về Diêm Vương. Thầy nhắc nhớ vì thương sinh chúng, nhưng phần nhiều tội túng mê cuồng. Ai người chung thủy tu luôn, thì là mới thấy được tuồng long hoa. Ai khờ dại thiết tha vật giả, Diêm Vương chôn nhốt sẽ. Ai khờ dại thiết tha vật giả, sẽ rớt rời xa ngã ngục tù. Diêm Vương chôn nhốt muôn thu, hoàng hồn xa đọa âm u Diêm Đường. Từ hải ngoại xa phương kính cận, trò thăm thầy tu ẩn rừng hoang. Long hoa trời Phật mở màn, chúc thầy sơn bửu khải đàn độ dân. Bằng thuyết người về dự long hoa, sĩ hiền dốt chữ xuống ta bàn. Vô biên nói xăm đời quân hà, danh truyền pháp Phật cứu ba gia. Bửu Ngọc Nam Ban pháp Phật thầy, sơn hà xã tắc hồi rồng mây. Kỳ quan kim cổ lời thầy thuyết, hương trầm bay tỏa khắp Đông Tây. Nam Mô A Di Đà Phật.